Khi những cánh hoa đào, hoa mận trên rừng đua nhau khoe sắc, ấy cũng là khi bà con dân tộc Mường tạm gác lại công việc ngoài đồng ruộng để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Với bà con dân tộc Mường ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, niềm vui như được nhân đôi trong dịp Tết Canh Tí này. Bởi đời sống của gia đình nào cũng khấm khá hơn, đường làng ngõ xóm khang trang, xã lại vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hòa trong nắng sớm là thanh âm tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã, thúc giục mọi người cùng đến chung vui trong những ngày Tết đến xuân về. Cho đến nay, đời sống của bà con người Mường, huyện Ngọc Lặc đã có những thay đổi rõ nét. Thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3%. Bộ mặt nông thôn mới cũng vì thế mà ngày càng thêm khởi sắc. Đối với bà con nhân dân đấy, là các hạng mục công trình đều được bàn và đều được thống nhất và được thực hiện. Thế thì trong cái công trình của làng thì từ cái bai đập để phục vụ tưới tiêu cho bà con sản xuất để phát triển kinh tế, và đặc biệt đấy là ở các cái hạng mục công trình như khu nhà văn hóa rồi đường giao thông nông thôn. Thế thì trong quá trình thực hiện rất thuận lợi, là cái chỗ bà con nhân dân người ta được bàn, được thống nhất đấy, là người ta rất là thoải mái và đồng thời là đóng góp rất cao. Và khi Tết đến xuân về, cũng là thời điểm bà con tạm gác lại việc đồng ruộng, cùng đồng bào cả nước chung vui mừng một mùa xuân mới. Ngày Tết ở mỗi thôn xóm của bà con dân tộc Mường không thể thiếu hoa đào, hoa mận, bánh nếp, rượu thơm để dâng lên bàn thờ gia tiên. Ngoài ra, còn có những phong tục tập quán được gìn giữ, lưu truyền qua bao đời nay của mỗi người dân xứ Mường. Những nét văn hóa rất riêng ấy được thể hiện rõ nét trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là lễ dựng cây nêu. Nếu như đồng bào dân tộc Kinh thường dựng cây nêu vào ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời, thì bà con dân tộc Mường thường dựng cây nêu vào ngày 25 tháng Chạp. Tục dựng cây nêu ngày Tết của người Mường là để tiễn năm cũ, đón năm mới, cầu may mắn, tốt lành. Trong khi ở một số vùng miền, tập tục văn hóa truyền thống này đang dần bị mai một, thì tại huyện Ngọc Lặc, tục dựng cây nêu vẫn luôn được cộng đồng dân tộc Mường lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ. Có thể nói là cây nêu trong ngày Tết nó có giá trị. Cái thứ nhất ấy, là nó thông tin, báo hiệu cho tổ tiên, cho gia tiên biết là năm cũ qua, năm mới đã đến. Cái thứ hai là nó xua đuổi những tà ma đấy, những cái ma quỷ ác là không được về, không được vào đến làng, không được vào nhà ấy đấy. Và một cái giá trị nữa đấy là nó gần như nó cũng khẳng định được cái gọi là quyền này, cái trách nhiệm sống của một cái cộng đồng dân cư đó. Khi cây nêu nó dựng lên, người ta cảm thấy là cả một cái không gian nó trở thành ngày Tết, ngày xuân. Những ngày trước Tết, dưới nếp nhà sàn truyền thống của dân tộc Mường, các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau để gói bánh chưng. Cũng là bánh chưng với nhân thịt đậu xanh, nhưng bánh chưng truyền thống của dân tộc Mường nhỏ hơn, được làm thành nhiều hình dạng khác nhau. Theo quan niệm của bà con, làm bánh thì không quan trọng là lớn hay bé, mà chủ yếu ở cái tâm của các thành viên trong gia đình gửi gắm vào đó. Khi bánh chín, mọi người sẽ lựa chọn những chiếc bánh được gói đẹp nhất để chuẩn bị cho mâm cỗ cúng gia tiên. Bên bếp lửa hồng, những câu chuyện, những nét văn hóa truyền thống, những kinh nghiệm trong cuộc sống, trong lao động sản xuất của người Mường lại được những người cao tuổi trong gia đình truyền lại cho các thế hệ sau. Chiều 30 Tết, mâm cỗ cúng gia tiên sẽ được mọi người trong gia đình trang trọng đặt ngay giữa gian chính của nhà sàn. Thay mặt cho những người trong gia đình, chủ nhà thắp nén hương thơm báo với tổ tiên, với thành hoàng làng về những gì gia đình đã làm được trong năm qua, đồng thời mời tổ tiên về vui xuân đón Tết cùng con cháu, phù hộ cho con cháu một năm mới sức khỏe bình an.
Khi lễ cúng gia tiên đã xong, mọi người trong gia đình sẽ chính thức mở tiệc mừng năm mới. Trong không khí se lạnh của những ngày đầu xuân, hòa cùng những niềm vui là những khúc hát đối, hát đang, hát sường, những khúc hát gắn liền với đồng bào dân tộc Mường từ thuở khai thiên lập địa. Cái câu lạc bộ dân gian Mường của chúng tôi bấy lâu nay chúng tôi hoạt động, thứ nhất là sinh hoạt câu lạc bộ để là triển khai công tác hội, thứ hai nữa là ôn tập lại tất cả những bản sắc dân tộc mà trước kia ông bà đã để lại, để rồi mọi người cùng biết và cùng để hướng dẫn con cháu của mình sau này phải phát huy để truyền thống và văn hóa của dân tộc mình, để rồi mãi mãi về sau không thể nào mà mai một được. Trên mảnh đất xứ Mường Ngọc Lặc, từ thời đẻ đất đẻ nước, Pồn Pông là một loại hình nghệ thuật không thể thiếu của người Mường. Pồn Pông có nghĩa là múa hát bên cây bông để cầu cho bản Mường no ấm, ngô lúa đầy bồ, con người hạnh phúc. Hội Pồn Pông thường được tổ chức vào những ngày đầu xuân mới, có khi kéo dài suốt trong 3 ngày Tết. Đối với bà con dân tộc Mường, nét văn hóa đặc sắc nhất trong những ngày Tết đó là việc tổ chức hội Phường Bùa. Phường Bùa là những sinh hoạt phong tục không thể thiếu làm nên cái Tết cổ truyền đáng nhớ của người Mường xưa và nay. Việc diễn tấu cồng chiêng của Phường Bùa trong hoạt động đầu xuân của bà con dân tộc Mường không những tạo nên không khí vui vẻ trong những ngày Tết, mà nó còn mang ý nghĩa tượng trưng cho tiếng sấm cầu mưa, xua đuổi ma quỷ, cầu yên lành cho con người. Đây là một hoạt động gắn liền với tín ngưỡng dân gian truyền thống về tục mở nước, rước nước đầu xuân, cũng như tín ngưỡng trừ ma, đuổi quỷ, sông đất sông nhà và lễ tục chúc phúc đầu năm của người Mường. Từ đêm giao thừa cho hết ngày mùng ba Tết, Phường Bùa sẽ cùng nhau đi đến các gia đình trong thôn xóm để chúc mừng năm mới. Đoàn Phường Bùa đi đến đâu, rộn rã tiếng cổng chiêng đến đó. Từ xa, các gia đình đã biết các Phường Bùa đang tới nhà mình nên chuẩn bị đón tiếp. Khi đến nơi, Phường Bùa đứng ngoài ngõ đánh cổng chiêng và cùng hát. Năm cũ qua rồi, năm mới đã đến. Chúc cho gia đình sức khỏe, an khang. Chúc cho xóm làng bình yên, hạnh phúc. Cảm ơn tấm lòng của Phường Bùa, gia chủ cũng có đôi lời chúc mọi người. Chúc cho Phường Bùa sự mãi lời ca, thôn gần, thôn xa, cồng chiêng ngân mãi. Tết đến xuân về, hoa thơm kết trái. Trước khi ra về, chủ nhà không quên đem gạo, bánh và những món ăn ngon nhất tặng cho Phường Bùa để cảm ơn. Và cứ thế, Phường Bùa lại đi tới các nhà khác, tiếp tục cuộc vui của mình trong không khí ngày xuân ấm áp. Đối với mỗi người con đất Mường, Hội Phường Bùa hàm chứa những giá trị nhân văn, tín ngưỡng phồn thực, quan niệm về một cuộc sống đủ đầy của người Mường. Những thanh âm cổng chiêng trong Phường Bùa thể hiện sự vui vẻ, song đầy lắng đọng, sự truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần hình thành nhân cách của mỗi người con bản Mường. Bởi vậy, kế thừa gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đã và luôn được các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Ngọc Lặc quan tâm thực hiện. Những buổi giao lưu văn hóa văn nghệ trong những ngày đầu xuân năm mới không thể thiếu tiếng cổng chiêng, những lời ca, tiếng hát. Đó là những câu hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi những đổi thay trong đời sống của bà con dân tộc Mường, của quê hương đất nước. Một mùa xuân nữa lại về, trong không khí hân hoan của những ngày xuân mới, ở các bản Mường lại rộn ràng những thanh âm của ngày Tết cổ truyền. Để từ đó, đồng bào càng thêm đoàn kết, cùng nhau thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày một thêm ấm no, giàu đẹp.